Chelsea lại thắng Liverpool trên sàn chuyển nhượng. Sau khi mua được Moise Caicedo, Chelsea tiếp tục thắng Liverpool trong cuộc đua giành tiền vệ Romeo Lavia. Theo The Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận mua Lavia từ Southampton với giá 63 triệu đô la Mỹ vào cuối ngày 14 tháng 8. Đích thân tiền vệ phòng ngự 19 tuổi chọn đội chủ sân Stamford Bridge thay vì sang Liverpool. Vụ Lavia gần giống với vụ Moise Caicedo diễn ra trước đó vài ngày. Sau khi Chelsea ra giá 127 triệu đô la Mỹ cho cầu thủ người Ecuador, Liverpool nâng giá lên 139 triệu. Nhưng lúc Liverpool chờ làm thủ tục kiểm tra y tế Caicedo, tiền vệ này tuyên bố chỉ muốn tới sân Stamford Bridge. Vụ chuyển nhượng kết thúc sau khi Chelsea nâng giá lên 146 triệu và lập kỷ lục mới của bóng đá Anh. Chelsea theo đuổi Lavia từ năm ngoái. Vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2022, đội bóng thành London cũng trả 63 triệu, nhưng Southampton từ chối bán. Đội chủ sân SCT Merseyside chỉ thay đổi quan điểm sau khi xuống hạng mùa 2022-2023. Lavia từng chơi cho Man City. Trước khi được bán cho Southampton với giá 13 triệu đô la Mỹ, Man City sẽ hưởng 20% phí chuyển nhượng từ vụ bán cho Chelsea. Trước đó, Lavia có 8 năm tập với đội trẻ Anderlecht. Với tuyển Bỉ, tiền vệ 19 tuổi ra mắt trong trận giao hữu thắng Đức 3-2 hôm 28 tháng 3. Mùa 2022-2023, Lavia chơi 34 trận cho Southampton, gồm 29 lần đá chính, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Bỉ không thể cứu đội chủ sân SCT Merseyside. Hè này, đội hạng nhất Anh cũng đã chia tay Mislà Osít, Ibrahima Diallo, Mohamed Salisu, Tino Livramen và James Ward-Prowse. Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè 2023, Chelsea đã chi 429 triệu đô la Mỹ để mua cầu thủ. Tuy nhiên, họ cũng thu về 279 triệu từ việc bán. Hôm 13 tháng 8, trong trận ra quân ngoại hạng Anh trên sân nhà, Chelsea hòa Liverpool 1-1. Luis Diaz mở tỷ số cho đội khách, nhưng hậu vệ tân binh Alex Di Sassi gỡ hòa cho Chelsea ngay trong hiệp 1. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.